Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm Canada. Bây giờ Miko như Mi xin chào mọi người bằng tiếng Việt. Đây có cái cô đó nói là tại sao mày không nói tiếng Việt với con. Giờ cô nói tiếng Việt cho cô đó nghe coi Miko nói như thế nào. Xin chào mọi người. Mi xin chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm Canada đi con. Giỏi quá, đi chưa, người ta biết nói tiếng Việt chứ bộ. Chị này thì nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà anh này thì nghe nhiều hơn là nói. Tại vì hai chị em nói chuyện nhau bằng tiếng Anh thôi. Kitty. Hello guys, what's up? No, in Vietnamese. Okay. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Every time anh nói chuyện là con anh cười này. Say it again. Xin chào mọi người. Ba ba nói sao con? Ba ba nói hay không? Fluent Vietnamese man. Con dạy ba ba nói đi. Xin chào mọi người. Ba ba nói vậy hả con? Còn mấy con? Mấy con nói xin chào mọi người sao? Xin chào mọi người. Mấy con biết nói tiếng Việt không? Uh-huh. Dạ biết. Dạ biết. Ta nói rành lắm với bộ. Bà xin chào mọi người, say it again. Oh, perfect Vietnamese. Say it again. Xin chào mọi người. Look at here. Xin chào mọi người, so good. Believe me, man. You don't look like hôm nay gia đình mình đi Costco nè mọi người. You don't look like Costco a này, mình đi cái này gần nhà. I don't know what I am. Okay, fine. Like a DJ. Đây nè mọi người, apartment nè. Con ngủ với ai? Gì gì hay? Gì gì ốc. Gì 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 ốc hả? Yeah, no, when we sleep in the master. Nói tiếng Việt coi. Mình ngủ ở master room, mà ông ngủ room. Ông ngủ chung luôn hả? Yeah, but gì gì sleep in the... Sao con nói tiếng Việt con? Gì sleep in the right. Bên tay phải. Bên tay phải. Đi coi lại coi cái... cái computer này 500. Coi computer nè mọi người. Mình tính mua một cái computer. Mi-san, don't scream, Mi-san. This one very light, okay? Mommy, can I show you something cool? Mommy, can I show you something cool? Mấy computer này nó mỏng nè. Oh, it's very light. So look how cool. Yeah, mang vô cái backpack. Yeah, it has Microsoft. It has subscription of Microsoft for a year. Đi. Mình muốn nói, mình đang đứng là mình đang nói, mình còn là nhon. Nè nó. Con thích cái này hả? Mommy, please, I'm begging for it. I'm begging. There's literally a bed pin. And it's Samsung and Galaxy. Oh, really? It's a cool. For what is software? Con mua cái computer cho nhỏ cháu nó đi học. Mà there's no one here, hả Kitty? Đang ở trong khu vực ngưỡng mình bị dẫn. See, this is the other one that I was saying, Chromebooks. You see, $299. Mình muốn mua cái computer nè, mà cho right. Giờ vô tới thì chứ chỗ computer. Hồi nào? Bắt đầu giờ này nó bán cho mùa Noel với Christmas, Noel với lại ngày Halloween rồi nè mọi người. Cái đẹp ớn không? 200 mấy. Rồi cái bánh này ông xã mình thích lắm nè. Và cái này nó cứng lắm, nó dẻo lắm. Mà mình pha ly cà phê xong á, mình bỏ cái này lên trên cái ly cà phê, cái độ nóng của cái ly cà phê nó sẽ tan cái này ra. Guess what I have for you? For you. Okay. Thank you. Dạ chứ. Con vui, con vui quá. Con vui quá hả con? Ba của ảnh là ba của chị là
đang đi vậy chứ mà phát hiện chỗ đó có đồ chơi cho con, anh đi lại đặng liền. Anh đi lại đặng cho con, đứng cho con chơi. Giờ muốn đi đâu đi đi. You should just be his kid and đứng đó cho con chơi, mọi người kiên nhẫn lắm. Ok đi son. Mình đi lẹ chị hai. Đi con. Hả? Con muốn ăn thử bánh không? More apple juice. Can I have one more piece? Thank you. Này con. So good, so good. Son, it's really good. Ở Costco. Con muốn không? Apple juice, con lại lấy. Con hỏi con. Can I have one? Go, I go with you. Hả? Khi con lớn con mới làm mà giờ con sao mắc cỡ hả? Giờ con mắc cỡ hả? Thì con nói đi, tại mi xanh mắc cỡ. Thì con nói tiếng Việt đi. Mommy, I'm big. I'm gonna be big like you. Okay, go with me. Okay. You wanna try? But I don't want to get this one. Apple juice. Okay. Con có nói cảm ơn mommy không? Con không muốn khác hả? Okay. Ở đây nó cứ ví dụ như muốn giới thiệu đến sản phẩm nào là nó để một cái quầy vậy nè, mọi người cho mình ăn thử. Nhiều khi vô đi ăn xong cũng no mẹ nó rồi. Oh. Thank you. Here. This is my dinner. It's for my son. Nhiều khi mình vô đây mình ăn vòng vòng vậy đó cũng no luôn mọi người. Nè son. You tell her. This is my dinner. Con thích cái này nhiều lắm hả con? This is my dinner. Oh, that. Oh. Pick it up. Save it. Nè con. Không có nghe cảm ơn à, không có đứa nào cảm ơn. Cái này một cục 20 sale nữa là 5 đồng. Một cục như vậy á, cứ một cục vậy là nó giảm 10 đồng nè mọi người. Trời đất ơi, một cục vậy 24 đồng là còn có 14 đồng nè. Gì con? Nè mọi người, trời ơi, một cục vậy còn có 14 đồng mà. Một cục này là 3 ký mấy nè. 3 ký mấy 14 đồng để mua vài cục. What? Is it hot? Is it hot or? Or do I feel like a volcano? This is the flavor. Pesto, yeah. Huh? Pesto. I'm not sure how much we put it. We can do it later at home. It's pretty good. Base of pesto. Okay. Ngon không, mấy con? No. It's pretty good. I like it. I want to try it. Oh, you tried already? Mm-hmm. Đây. Cái này là Bình Thánh hả? Cái nào? Cái đó. Là Bình Thánh hả? Dạ. Nào, trời ơi, thương không mấy người. Mọi người dòm anh dòm này nói cái đó là Bình Thánh nè, không phải Bình Thánh con. Cái đó là cái gì? Cái đó là hát cảo. Hát cảo. Ừ, hát cảo. Con thích không? Nói rồi mà kia. Nào. Pine nuts. Are you okay with? But yeah, nobody force you to buy. You see the price. Mọi người coi này, có nhiều người á lấy đã đời rồi cái bỏ tầm bậy, mà mình á thì thấy cái mấy cái này mình chướng lắm, mình bực lắm, mình không có thích như vậy. Không lấy thì trả lại cho người ta ngay chỗ, để tầm bậy gì mấy mốt nó hư đồ của người ta hết. It's mama and your papa, okay? Okay, papa là mommy là papa phải không? Yeah. Phải không? Switch a room. Yes, mi con. And you gonna become mi con là mi con ha. Me, mom, I'm papa. Gì mi con? Con mi con. Mami đang ăn kìa. Mami đang đứng ăn kìa. Mi san ở đâu?
Minh Sơn đã đắng kìa, Minh Sơn đang đứng ở đắng kìa. Minh Sơn thích ba ba. Nổ này không phải Minh Sơn đâu. Con là mi con mà. Okay. Get him. Whoa. Minh Sơn thích ba ba quá. Ba thích Minh Sơn quá. Con Mario chạy. Sao? Con thích quá hả? Hey Minh Sơn. Who am I? Minh Sơn. Yeah. I'm a boy. Minh Sơn muốn gì? The big bunch of badminton toys. Con nói tiếng Việt đi là má mới cho. Đồ chơi hả? Daddy muốn đồ chơi. Con muốn đồ chơi hả? Đồ chơi gì? The big badminton. Người dơi á hả? Dạ. Người dê. Người dơi. Người dơi. What does người dơi mean? Người dơi là Batman đó phải không? Yeah, Batman is very good. Oh, he's not just a ball. Yeah. Hi, I miss you so much. Yeah, that we don't need that. Huh? We don't need the pink salt. How much is this? Mommy! $30. It's Himalaya. Himalayan salt is super expensive. Oh, salt! Pink Himalayan salt is super expensive. Is it real? It's come from the mountain. Come from the Himalayas. Yeah. Oh. So right? Expensive. It's like a rock salt. Salt? Papa, can you let me down? Hold on. Mommy, let me down! You're right. Girl! Huh? Girl, what do you need? Mình quay cho mọi người coi. Mommy, the yogurt coming out! What do you want to break? Mommy, the yogurt coming out! Yeah, the good one. Chỉ có nhà mà lo gắn Christmas trước. Giờ lo gắn chứ để tới đó lạnh quá gắn không được thôi. Sáng giới rồi kìa. Nồi ăn trước hết rồi mọi người. Ok, Minh Sơn đi. There's an airplane. Yeah. Son, there's an airplane. Minh Sơn mang giày vô, Minh Sơn cắt đâu cho má coi coi. Không có liền gì nha. Giày của xanh đâu, cái chỗ nào của xanh, cái tủ nào của xanh. Which side? Good job. There you go. Good job. Nè mọi người, hai vợ chồng mình mới đi chợ về á, mà tại vì hôm nay mình ăn chay á, cho nên đi ăn ở ngoài tốn tiền quá thì với lại cũng ba cái spaghetti mì Ý nó này kia thôi nên cho nên giờ mình về nhà. Mình làm mì Ý. Với lại hồi nãy mình có mua cái sốt ở trên Costco. Mọi người cái sốt ăn ngon quá cho nên mình cũng thèm nữa nữa nào nghe. Thành ra giờ về nhà làm ăn thử. Để mình làm thằng thử cho mọi người coi. Thì trong lúc mình bắt nước cho nó sôi đặng mình luộc mì á, thì mình chắc ba cái đồ ăn nãy mình mua vô. Hồi xưa á mọi người, mình mỗi lần mà mình muốn ăn mì Ý ha này kia, cái mình hay lấy mì ra cái mình ngâm nước lạnh sẵn cho nó mềm á, đó là mình luộc cho nó đỡ tốn điện á mọi người. Mà ông xã mình ông nói không thích, ông nói là luộc mì Ý là phải nước sôi xong rồi bỏ mì này vô thì cái cọng mì nó vừa mềm mà nó có cứng đầu cứng ở trong thì muốn ra mì Ý, còn làm cái mềm quá giống như bún rồi vậy làm nó không có đúng cách. Thành ra giờ phải làm giống ổng thì mình làm sẵn một lần nhiều rồi cho cả gia đình ăn luôn. Bây giờ mình dọn đồ, hồi nãy mình đi chợ mua. Đây là mọi người bây giờ soi rồi nè. Mọi người trong lúc mình chờ mì nó sôi á, mình quay cho mọi người coi hồi nãy mình đi chợ mua cái gì nè mọi người. Trời ơi, ngày nay đi mua chợ Thắng Lớn nó rẻ ghê là rẻ luôn á. Cái hộp bánh này á là cái hộp bánh mà dạng như mà nó rất là cứng luôn mà ở trong nó có caramel á mọi người. Cái mình uống cà phê á, cái ly mình pha ly cà phê nóng thì là nóng á, cái mình bỏ cái bánh này lên trên cái bắt đầu ở trong cái caramel này nó tan ra vậy nè mọi người, mềm mềm ăn rất là ngon luôn. Mà này cứ lâu lâu mới có, Christmas rồi nó mới có một lần. Còn nho nè mọi người, trời ơi, trái nào trái nấy nó bự dễ sợ luôn á. Cần gì ăn như nho mẫu đơn gì đâu, nó bự
mình mua hai hộp. Mình mua hai hộp tại kỳ này ngon, biết chắc chắn là ngon á, bởi vì thành ra ăn ăn cho đã. Rồi nhà cũng mấy đứa cũng thích chứ có. Ai cũng thích hết à, thành ra mua. Còn pin hết pin rồi mua pin. Còn đây là Fruit Loops. Yeah, Fruit to go là cái loại này. Trời ơi, cái loại này là fruit 100% luôn nè mọi người, không có pha cái gì hết á, bởi nó mắc lắm. Một miếng chút xíu vậy, một miếng mỏng mỏng vậy nè, nhưng mà ăn tốt lắm, ăn có dinh dưỡng á. Thành ra cái này đa số mua cho con nít ăn á, đi học đồ này kia. Nếu mà nó con nít mình mà nó không có ăn trái cây, nó là biến ăn trái cây á mọi người. Mình mua cái này nó làm khô vậy nè, để mình quay cho mọi người coi. Mở ra. Mà giá thường thì nó mắc lắm, một thùng một hộp gì thì mọi người thấy không, con gan mấy tay 72 tấm thôi nè, thấy không, 72 miếng chút xíu vậy đó, mà nó bán tới 18 đồng lận đó, mà tại hồi nãy nó sale 4 đồng á mọi người, cho nên mình mua nè. Mình mua thì cái này là bằng giống như là 100% nè, 14 gram. Ôi trời, coi bỏ vô miếng muối rồi. Ok, mình quay sơ cho mọi người coi. Cái sốt này là mình làm cái sốt mì Ý, hoặc là nhiều khi mình ăn chip á, cái mình chấm cái sốt này mình ăn nè mọi người. Salsa nó, cái phần salsa. Còn cái tôm này ngày nay cũng rẻ nữa. Một dĩ như vậy á, là bao nhiêu ký đây? Gần ký 1 nè mọi người. Ha, ký 1 gần ký 2 mà 28 đồng, mà hôm nay nó sale 5 đồng. Là cái này còn có 22 đồng à. Ủa này nó mới nó sale mấy đồng ta? 5 đồng chắc là hình như 5 đồng. Rồi cái hộp này để mình sáng mình ăn với ngũ cốc, cái mình bỏ vô đâu mình uống với sữa mọi người. Đây là cái món mà hồi nãy mình ăn ở trên Costco nè. Trời, mình thấy nó làm mì Ý, bỏ cái này vô ngon ơi là ngon luôn, cho nên mình thèm quá, mình nói thôi không có đi ăn ngoài, đi về nhà ăn. Làm mì Ý lên rồi mình trộn sơ cái này ăn thử, có giống hồi nãy không, quá ngon luôn, tuyệt vời luôn. Mì xanh với nhỏ cháu mà nó thích ăn da ua cho nên mình mua thêm da ua. Ngày nay tại thiếu dầu ui cho nên phải mua. Rồi mình thêm mà cái này nữa nè mọi người. Cái này cũng vậy nữa nè, trái cây cũng là nguyên chất nè, 100% nè. Từng gói nhỏ vậy nè, nó loại đủ loại trái cây trong đó, mà kiểu dẻo dẻo vậy mọi người, mà không phải kẹo ha. Này là trái cây gì đó. Thì cũng một bịch gì nè, 60 hộp, 60 bịch nhỏ nhỏ gì để cho mi con với mấy đứa nhỏ nó đi học, nó dở nó ăn. Còn mọi người coi, trời ơi, thịt hôm nay quá rẻ luôn. Một cục này nó cũng sale 5 đồng nữa, cho nên mình mua thêm. Còn một cục thịt này nè mọi người, mình không biết để má mi năng làm ăn hết. Rồi cái cục thịt này nè, mình không biết tiếng Việt kêu bằng thịt gì, nó nào nghe, mình không có dân rành đi chợ, mình không biết kêu mấy cái thịt này. Là cái bệ thịt gì nè mọi người, đáng lẽ giống như có cái cục sườn xương ở trên, mà này không có xương, này bệ thịt gì nè. Mà mọi người biết không, một cục như vậy là bao nhiêu ký? 3,7 ký, gần 4 ký. Mà thường giá là 28 đồng, mà ngày nay nó sale 10 đồng, cứ một cục vậy là 10 đồng off. Tức là một cục như vậy thì có 18 đồng nè mọi người. Đó, 18 đồng cho 4 ký. 18 đồng cho 4 ký, rẻ ghê không? Bình thường là 7 đồng một ký đó, thấy không? Mà hiện giờ là có giảm 10 đồng, còn một cục này là 28 thì thành 18 đồng nè mọi người. Rồi, quá rẻ luôn. Nói chung mình mua cái sơ có nhiêu đây thôi nè mọi người. Đó, nho thì một hộp vậy có 9 đồng à. Thì cái này là mua ngày nay chủ yếu mua da ua. Thì mua da ua sẵn, thấy mấy cái này sale quá, mình mua mình quay cho mọi người coi thôi. Chứ còn không có gì. Thì mọi người mình bỏ vô một chút xíu cái bơ ha. Bơ tan xong cái sau đó mình cho cái này vô. Mình làm ra hai phần, một cái sốt này với một cái sốt kia. Cái sốt đỏ. Kêu bà ba xuống đi con. Bỏ thử một muỗng gì thử coi nó như thế nào. Tại cũng lần đầu tiên ăn cho nên mình cũng không biết cái cách này nó làm sao. Wow, cái mùi thơm quá. Rất là ngon luôn. Nhưng mà nói nào nghe hơi hao quá nha mọi người. Chị đi. Với lại ông thích ăn bột tỏi á, cho nên mình bỏ thêm chút xíu bột tỏi vô. Chị. You think I can eat this one or no?
Mình ăn cái sốt này nó nêm nếm nó vừa ngon ghê luôn ạ. Hồi nãy mình mua cái này tên Costco nè mọi người, mà mình quên để ý ai gì nó có ớt ở trong này, thành ra ăn cũng không có được luôn nè. Ớt này nè, mình ăn mình nêm theo kiểu Việt Nam. Này chua quá mình phải bỏ thêm miếng đường, tí còn ngọt ngọt là nhiều là bớt. Mời mọi người cùng ăn chung với hai vợ chồng nha. Mình ăn this is bread. So I put a little bit of flavor, I mean sugar, so that ông xã mình không thích ăn đoàn quý nhiều hơn. You like more Italian food, huh? Pesto is typical Italian. This is not the first time I taste it, by the way. But it's been many years that I don't use pesto. Mà mình nghĩ cũng đúng mà Costco đã làm gì được á. Nó làm gì có những cái món mình không biết. Cái đó là bán để làm gì, ăn làm sao, nó làm gì thì mình biết. Nó làm gì cái mình ăn thử, mình biết cái cách nó nấu làm sao mình để mình làm. Còn nhiều khi mình đi mình thấy nó chưa ngủ giống như mấy cái tiệc chợ khác á. Mình nhìn mình đâu có biết đâu. But it's not just simple though, within white sauce. But it's not even that, it's Maybe you know it, but that particular brand, maybe it's a better flavor, it's no, a better texture. No, you know it. But let's say that I'm saying you Italian. So you look at that, you know, you're looking for that. For me, Vietnamese, I'm looking at that, I just have no idea. Because basically it's white sauce or red sauce, it's for spaghetti. I just don't know. No. Right? I was thinking this is homemade, whatever. You're right. So we boil like this. It's soft, but the texture is still hard. That's called al dente. It's soft on the outside and a little bit hard on the inside. It's like a, imagine that this is the spaghetti and you cut it like that. It's a circle. The core is still hard, but the surrounding is soft, right? Ông nói đúng rồi mọi người, mình luộc bằng cách này thì ăn cái spaghetti nó giống That's called al dente. Hơn, tại nó không có mềm như bún của mình. Nó hơi cứng cứng, dài dài. Ở bên bên ngoài thì nó dai mềm dẻo, còn bên trong thì nó hơi cứng cứng thì ngon. That's why in Italy they always tell you that the need, the proper thing is boil water, like boiling. Throw the spaghetti, count 7 minutes, like to the clock. Count 7 minutes to the clock, remove it. Yeah. No 10 minutes, no 12 minutes, 7 minutes in the clock, remove it. Ông nói theo ý á, là mà nó luộc cái này là ông nói là nếu nóng sôi thiệt là sôi, bỏ spaghetti vô, chính xác là 7 phút, không phải 9 phút, không phải 10 phút, chính xác 7 phút lấy ra là perfect cái loại đó. You have to cover the lid or no? No, it doesn't matter. It's not cooked under pressure, right? It's not pressure cooked, just put the boiling water. Hồi nãy mà mình không có đi về nhà ăn đó mọi người, đều lắm hai chồng ra ít nhất
Như lại dessert or everything là bèo lắm cũng phải 60. If we eat in outside, at least we cost $60 already. For this? And then dessert, whatever, right? Is you're not gonna order this one for $10? No, this is gonna be $20-$25. I'm gonna $20-$25. 20-25 đồng là có vài cục tôm, còn không mấy là if it's only veggies, at least $18, 18 đồng gì. Yeah. Mà nói như mình vậy, nhà hàng đóng cửa hết. Vợ chồng mình đa số ăn ngoài, mọi người ăn nhiều lắm. Yeah, the profit in Italian food is pretty good profit because ingredients are cheaper. Like for pizza, it's dough and the toppings on top, but toppings, you don't put a layer of this of meat or anything like that. Just chips you here, chips you there. Pasta is, check it out, this, a little bit of sauce, a little bit of whatever. Ham or bacon or whatever, but it's not too many ingredients. So it's kind of cheap ingredients, but you can charge a lot. Yeah. There's one kind of spaghetti that's called spaghetti alla spaghetti with black truffle. You know what's truffle? Truffle is a special kind of mushroom that grows under the ground. Oh. Like under the ground. So you need to catch it with special perritos, with special doggies. Mm-hmm. That's go and chase and smell it, and then start to do like that when they find it. But then you have to dig down like 2 feet or 3 feet down. Wow! And then I show you in my phone later. Then you catch it. It's a little black mushroom, but hard. It's hard. And then the way how it goes. How they found it? Oh, yeah, they're trained. No, I mean, how they know the food to eat? Oh, there's something down 2 feet don't, down. Don't ask me. Ông nói có một lời nắm là đi xuống dưới khoảng 2 feet, đi xuống 6 tấc. So then you take that truffle, which is hard, and then you just shave it, mm-hmm. right? Just shave it, grind it on top of your spaghetti, on top of your food. And I have never tried, but apparently it's a really good flavor, super expensive. Like one little mushroom like that could be $100. Mm-hmm. A little thing like that could be $100. Miếng mushroom gì trăm đồng, tại vì chó ngửi xuống dưới, đào xuống hai feet mới tới cục nấm. Có nhiều ông nói có nhiều loại Mỹ là vậy mọi người, cứ bắt đầu lấy cái cục nấm đó nó bào lấy là những y chi vậy đó. Ủa, ngon quá trời luôn, thấy không? Black truffle. Tiết kiệm được 60 đồng mọi người. Nhiều đây ăn không tới, it's not even 3 đồng nữa. This one not even $3. Not even $3, yeah. Call it 5. Yeah. Just for argument's sake. Mm-hmm. Including the ingredients, the energy you use for cooking, the salt, chips you salt, chips you little things. Năm đồng hay vậy. Wow. Mà rất muốn ăn theo sở thích cái khẩu vị của mình nữa, ngon quá. Ở tiệm nó bỏ chi nhiều chi quá. Vợ chồng hay mình hay đi ăn ở Olive Garden nữa. Ngon mà giá rẻ nữa. Không có mắc lắm. So good, huh? That's it. The whole morning I haven't ate anything. Really? Mm-hmm. We saved some morning. Yeah, Hồi sáng giờ mình chưa ăn gì hết đó mọi người. Chị
Save some money for who, Chiquita? Save some money for who? For a computer, for somebody, for somebody? Ông hỏi mình cứ tới ngày tiết kiệm tiền cho ai? For the family. Yeah, I know. So much for the family, bro. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi cái video của mình. Thì hôm nay cũng không có gì mà đi Costco mua vài món đồ. Rồi đói bụng quá về làm dĩa mì ăn vậy thôi. Mong mọi người theo dõi video của mình để thấy những sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình nha mọi người. Cảm ơn. Bye bye.